Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng quân đội Nga đã giải phóng hai ngôi làng ở vùng Kherson và đẩy lùi lực lượng Ukraine. Lực lượng Ukraine đã bị trục xuất khỏi Novaya Sorochina, cách thị trấn Sudzha 15 km về phía bắc. Quân đội Nga cũng đã chiếm lại Nikolsky, một trong những khu vực nhỏ đông dân ở phía tây nam của vùng Kherson do Ukraine kiểm soát. Bộ Quốc phòng cũng đã chia sẻ đoạn video từ Nikolsky cho thấy các nhóm tấn công tiến công vào khu vực bằng xe chiến đấu bộ binh BMP-2. Bộ này cho biết quân nhân Ukraine đã bị đẩy lùi khỏi vị trí của họ và rút lui trong tình trạng hỗn loạn. Kiev đã phát động cuộc tấn công vào vùng Kherson của Nga vào đầu tháng 8, chiếm giữ thị trấn Sudzha và một số ngôi làng gần đó. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố hoạt động này là một phần của kế hoạch chiến thắng nhằm mục đích củng cố vị thế của Kiev trong các cuộc đàm phán tiềm năng với Moscow. Cuộc tấn công của Ukraine vào Kherson đã mất đà chỉ trong vài ngày và tình trạng đã trở nên bế tắc kéo dài nhiều tuần. Từ giữa tháng 9, quân đội Nga đã tiến hành các hoạt động phản công và đã giành lại quyền kiểm soát nhiều thị trấn và làng mạc. Theo ước tính của Nga, Ukraine đã tổn thất 21.350 quân, bao gồm tử trận hoặc bị thương, có tới 136 xe tăng, 66 xe bọc thép bổ binh, 98 xe bọc thép chở quân và gần 900 xe bọc thép khác của Ukraine bị phá hủy trong cuộc giao tranh ở vùng Kherson. Chuyên gia người Anh Alexander Macris cho biết trên kênh YouTube Duran rằng quân đội Ukraine buộc phải rút lui khỏi các khu vực chống trải ở miền Nam và miền Trung Donbass, tiến đến các khu vực đông dân cư. Ông nói, người Nga có thể cắt đứt các tuyến phòng thủ và các đơn vị Ukraine buộc phải rút lui khỏi các thành phố để tự bảo vệ mình vì họ không đủ mạnh để phòng thủ công khai. Theo các chuyên gia này, một trong những vấn đề cơ bản mà Ukraine gặp phải hiện nay là quân đội của họ ở miền Trung và miền Nam Donbass hiện quá tải đến mức không thể giữ vững được các vị trí giữa các thành phố và thị trấn. Ông Macris nói thêm rằng họ không thể xây dựng công sự ở những nơi này và điều này tạo cơ hội cho quân đội Nga cơ động. Ông kết luận, chúng tôi thấy điều này trên khắp miền Nam và miền Trung Donbass cũng như ở Zaporozhye, Kherson và các khu vực xung quanh. Sức đề kháng của Ukraine đang nhanh chóng suy yếu. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố kiểm soát Ugleda vào ngày 3 tháng 10. Thành phố này là thành trì lớn cuối cùng của lực lượng vũ trang Ukraine trên hướng Yuzhno-Donetsk. Giờ đây, quân đội Nga đã có thể tiến tới Velikaya, Novosenka ở biên giới với vùng Zaporozhye và Kurakhov, nơi Ukraine đã trang bị các tuyến phòng thủ hùng mạnh. Ngoài ra, việc kiểm soát Ugleda đã đảm bảo hoàn toàn đường cao tốc Donetsk, Mariupol và loại bỏ Volnovakha khỏi cuộc tấn công. Thư ký Hội đồng Bảo an Sergei Shoigu cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Russia 24 rằng gần 1.000 km vuông lãnh thổ đã được giải phóng vào tháng 8 và tuần đầu tiên của tháng 9, đồng thời mỗi ngày Ukraine tổn thất tới khoảng 2.000 người thiệt mạng và bị thương. Chính quyền Tổng thống Joe Biden hy vọng sẽ tránh lặp lại các cuộc tấn công khiến họ bất ngờ, chẳng hạn như vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah. Các quan chức Mỹ cho biết, Israel cho đến nay đã từ chối tiết lộ cho chính quyền ông Biden chi tiết về kế hoạch trả đũa Tehran. Các quan chức Mỹ cho biết, ngay cả khi Nhà Trắng đang kêu gọi đồng minh thân cận nhất ở Trung Đông không tấn công các cơ sở dầu mỏ hoặc cơ sở hạt nhân của Iran trong bối cảnh lo ngại về việc mở rộng phạm vi xung đột khu vực. Các quan chức Mỹ tỏ ra thất vọng vì họ liên tục mất cảnh giác trước hành động quân sự của Israel ở Gaza và Liban, đồng thời đang tìm cách ngăn chặn sự leo thang hơn nữa. Một số người đã hy vọng Mỹ có thể tìm hiểu thêm về những gì Israel đang dự tính trong chuyến thăm, cuộc gặp dự kiến của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin tại Lầu Năm Góc, nhưng ông Gallant đã hoãn chuyến đi. Một quan chức Israel cho biết, vào tối ngày 7 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ngăn không cho ông Gallant đến Mỹ, giữa lúc khi Israel tiếp tục lên kế hoạch cho đòn tấn công trả đũa Iran. Các quan chức Mỹ cho biết họ chưa biết thời điểm tấn công cũng như mục tiêu mà Israel có thể nhắm tới. Tháng trước, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công nhắm vào thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah mà không thông báo trước cho Mỹ. Vụ đánh bom diễn ra khi Washington đang hy vọng hoàn tất kế hoạch ngừng bắn giữa Israel và Liban đã khiến cho quan chức chính quyền cấp cao ngạc nhiên. Xin lỗi, ông vừa nói gì cơ? Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Austin đã tỏ ra bất ngờ khi ông Gallant thông báo về vụ ám sát Nasrallah. Theo các quan chức Mỹ quen thuộc với cuộc trò chuyện, trong cuộc trò chuyện thứ hai cùng ngày, ông Austin đã hỏi ông Gallant liệu rằng Israel có sẵn sàng đơn độc khi phải tự bảo vệ mình hay không. Các quan chức quốc phòng cho biết
ông Austin rất bực mình vì Mỹ không có đủ thời gian để bố trí lực lượng của mình để có thể phòng thủ Israel hoặc bảo vệ quân đội Mỹ gần đó. Với việc Israel hứa hẹn sẽ đáp trả đòn tấn công tên lửa của Iran, các quan chức Mỹ hy vọng lần này họ sẽ có thông tin chi tiết về một cuộc tấn công để Mỹ có thể tham gia có ý nghĩa hơn. Trong một năm qua, Israel đã nhiều lần nghe lời khuyên của Mỹ, cụ thể như lúc Mỹ đang tìm cách giải tỏa thành phố Rafah ở phía nam dải Gaza, Israel đã hạn chế các hoạt động quân sự ở đó. Mỹ cũng thuyết phục được Israel không tiến hành cuộc tấn công vào Hezbollah ở Liban dựa trên thông tin tình báo sai lầm chỉ vài ngày sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas. Nhưng đòn trả đũa của Israel đối với Iran có thể thách thức giới hạn phản ứng của nước này. Tướng quân đội Eric Kurila, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, chịu trách nhiệm về các hoạt động quân sự của Mỹ ở Trung Đông, đã tới Israel vào Chủ nhật tuần trước. Tại đây, ông đã gặp ông Galang và chỉ huy quân sự hàng đầu của Israel, một phần để cảnh báo về việc tấn công các địa điểm hạt nhân hoặc cơ sở khai thác dầu của Iran. Ông Galang được nhiều người coi là quan chức Israel phản ứng nhanh nhất trước những lo ngại của Mỹ về việc Israel tiến hành cuộc xung đột ở Gaza, đặc biệt là liên quan đến việc tăng cường viện trợ nhân đạo vào vùng đất này và lập kế hoạch quản lý đất sau xung đột. Ông Austin và ông Galang đã giữ liên lạc chặt chẽ trong suốt năm qua. Đôi khi họ điện đàm nhiều lần trong tuần và được coi là có mối quan hệ tốt. Tuy nhiên, đến giờ các quan chức Mỹ vẫn không được phía Israel đảm bảo rằng họ sẽ được thông báo trước về đòn tấn công trả đũa nhằm vào Iran. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabri Nasai cho biết, ông Austin và ông Galang đã nói chuyện hơn 80 lần trong năm qua. Một ngày sau, Tổng thống Biden xuất hiện tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng để nói rằng Israel nên kiềm chế tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran. Ngày 9 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Galang đã hủy chuyến thăm Mỹ giữa lúc truyền thông Israel đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu muốn thảo luận trước với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Việc hủy bỏ bất ngờ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng giữa Israel và Iran, khi Israel cân nhắc các lựa chọn để đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào tuần trước, cuộc tấn công thứ hai trong năm nay nhằm vào Israel. Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối cho biết lý do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Galang hủy chuyến thăm. Hãng tin Inet của Israel đã đưa tin Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Galang hy vọng chuyến thăm Mỹ của ông sẽ tăng cường sự phối hợp về vấn đề Iran. Nhưng vài giờ trước khi khởi hành, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đặt ra hai điều kiện tiên quyết: điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden và nội các phê duyệt phản ứng đối với Iran. Hôm qua, Iran đã báo cáo Israel không được thực hiện lời đe dọa trả đũa. Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết, bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng của Iran đều sẽ bị trả đũa. Iran cũng cảnh báo các quốc gia vùng vịnh sẽ phản ứng mạnh nếu cho phép không phận của mình được sử dụng để chống lại Iran. Trong khi đó, các cường quốc phương Tây đang tìm kiếm một giải pháp ngoại giao, lo ngại cuộc xung đột có thể lan rộng ở Trung Đông, khu vực sản xuất dầu quan trọng của thế giới. Trước đó, ngày 8 tháng 10, Phó Thư ký Báo chí Bộ Quốc phòng Mỹ Sabri Nasai cho biết rằng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Galang đã hủy chuyến thăm tới Lầu Năm Góc. Theo Phó Thư ký Sai, Israel đã hủy cuộc họp dự kiến vào ngày 9 tháng 10 giữa ông Galang và người đồng cấp Mỹ ông Lloyd Austin trong lúc quốc gia Trung Đông đang tranh luận về cách thức phản ứng với cuộc tấn công của Iran hồi tuần trước. Theo kế hoạch ban đầu, nếu chuyến thăm diễn ra, Bộ trưởng Galang cũng sẽ gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan. Báo Sai cho biết thêm, Washington vẫn tiếp tục tham vấn Israel về phản ứng có thể đối với Tehran. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã cố gắng kéo Israel tránh xa một cuộc tấn công vào Iran, vốn sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột lan rộng khắp khu vực, với việc ông chủ Nhà Trắng phản đối tấn công các cơ sở hạt nhân và dầu mỏ của Tehran. Trước đó, truyền thông địa phương cho biết, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ngăn chặn chuyến thăm Mỹ của Bộ trưởng Yoav Galang. Theo kênh tin tức 12, Thủ tướng Netanyahu đã chỉ đồng ý cho Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Galang tới thăm Mỹ cho đến khi ông nói chuyện được với Tổng thống Biden. Cách đây 10 ngày, nhà lãnh đạo Mỹ đã cam kết sẽ nói chuyện với người đứng đầu chính phủ Israel. Ngày 8 tháng 10, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo người dân Liban rằng họ có thể phải đối mặt với sự hủy diệt và đau khổ, giống như người Palestine ở Gaza bị chiến tranh tàn phá nếu họ không giải phóng đất nước khỏi Hezbollah. Trong bài phát biểu hướng tới người dân Liban, Thủ tướng Netanyahu cho rằng
các bạn có cơ hội cứu Liban trước khi đất nước này rơi vào vực thẳm của một cuộc chiến tranh kéo dài sẽ dẫn đến sự hủy diệt và đau khổ như chúng ta thấy ở Gaza. Tôi nói với các bạn, những người dân Liban, hãy giải phóng đất nước của các bạn khỏi Hezbollah để cuộc chiến này có thể chấm dứt. Cũng trong bài phát biểu, Thủ tướng Israel khẳng định, tân thủ lĩnh Hezbollah Hassem Safieddine đã thiệt mạng trong đợt không kích của Israel vào Beirut ngày 3 tháng 10. Đồng thời, ông Netanyahu xác nhận người thay thế thủ lĩnh Safieddine cũng đã bị tiêu diệt, song không nêu rõ danh tính. Trong khi đó, người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, ngày 8 tháng 10 cho biết, 50 chiến binh và ít nhất 6 chỉ huy cấp cao trong hàng ngũ của Hezbollah đã thiệt mạng trong loạt không kích của IDF vào Liban trước đó một ngày. Ông Hagari phát biểu, chúng tôi có thể xác nhận rằng trong cuộc không kích, hơn 50 tên khủng bố, trong đó có 6 chỉ huy cấp cao, đã thiệt mạng. Đây là một đòn giáng nặng nề vào Hezbollah. Chúng ta có thể thấy điều này ngay bây giờ trong cuộc giao tranh ở miền nam Liban. Ngày 7 tháng 10, IDF cho biết khoảng 100 máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện một đợt không kích lớn vào hơn 120 mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Liban. Các cuộc không kích kéo dài 1 giờ đã tấn công vào các địa điểm của Hezbollah thuộc mặt trận phía nam của nhóm này, bao gồm lực lượng Reskwan tinh nhuệ, sư đoàn tên lửa và rocket, cũng như sư đoàn tình báo của Hezbollah. Tối ngày 8 tháng 10, quân đội Israel thông báo, trong nửa tháng qua, lực lượng Hezbollah ở Liban đã bắn tổng cộng 3.000 quả tên lửa tấn công Israel. Thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, kể từ khi không quân Israel bắt đầu chiến dịch không kích quy mô lớn mang mật danh mũi tên phương Bắc vào Liban ngày 23 tháng 9, phong trào Hezbollah đã tiến hành hàng trăm cuộc tập kích với khoảng 3.000 quả tên lửa tấn công Israel, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, thông báo không đề cập số thương vong cũng như thiệt hại do các cuộc tập kích của nhóm vũ trang Liban gây ra. Trước đó, trong báo cáo công bố ngày 7 tháng 10, Bộ Quốc phòng Israel cho biết Hezbollah phóng tổng cộng 12.400 quả tên lửa và máy bay không người lái tấn công Israel, chiếm gần một nửa số vật thể bay tấn công vào Israel kể từ đầu xung đột ngày 7 tháng 10 năm 2023. Liên quan đến cuộc chiến tại Liban, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 8 tháng 10 cảnh báo quốc gia láng giềng có thể sẽ phải đối mặt với sự tàn phá tương tự như giải Gaza nếu người dân nước này không rời bỏ Hezbollah. Trong một thông điệp bằng video gửi người dân Liban, ông Netanyahu nhấn mạnh, người dân Liban có cơ hội để cứu đất nước của mình khỏi vực thẳm của một cuộc chiến kéo dài với kết cục bị tàn phá và đau thương như ở giải Gaza bằng cách rời bỏ Hezbollah. Lời cảnh báo của Thủ tướng Israel được đưa ra trong bối cảnh không quân, bộ binh và pháo binh nước này đang đẩy mạnh chiến dịch tấn công tổng lực vào Liban để hủy diệt năng lực quân sự của Hezbollah. Chiến dịch tấn công bắt đầu từ sáng sớm ngày 23 tháng 9 bằng hàng trăm cuộc không kích dữ dội vào cả khu vực phía đông, phía nam và ngoại ô thủ đô Beirut của Liban. Một tuần sau đó, đêm 30 tháng 9, bộ binh Israel bắt đầu tiến qua biên giới, tấn công khu vực phía nam Liban. Quân đội Israel khẳng định chiến dịch tấn công bộ binh vào Liban là hạn chế, khoanh vùng và có mục tiêu rõ ràng. Với thời gian tác chiến chỉ trong vài tuần, tuy nhiên, dư luận khu vực cũng như quốc tế lo ngại Israel có thể mở rộng và kéo dài cuộc chiến, biến Liban thành một giải Gaza thứ hai. Ngày 8 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết, dường như Hassem Safieddine, người kế nhiệm thủ lĩnh Hezbollah Sayed Hassan Nasrallah, đã bị tiêu diệt. Phát biểu ngày 8 tháng 10 với các sĩ quan tại Sở Chỉ huy miền Bắc của quân đội Israel, ông Gallant nói, Hezbollah hiện là một tổ chức không có người lãnh đạo. Nasrallah đã bị tiêu diệt và có lẽ người thay thế ông ta cũng đã bị tiêu diệt. Cùng với việc đưa ra nhận định nêu trên, Bộ trưởng Quốc phòng Israel không cung cấp thêm thông tin chi tiết nào, nhưng theo ông, hiện nay trong Hezbollah không còn ai đưa ra quyết định, không còn ai hành động. Thủ lĩnh Hezbollah, ông Hassan Nasrallah đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích vào ngày 27 tháng 9 của Israel nhằm vào khu vực phía nam thủ đô Beirut của Liban, khiến sự chú ý chuyển sang nhân vật được coi là người kế nhiệm, ông Hassem Safieddine. Tuy nhiên, sau các cuộc không kích của Israel cũng vào khu vực ngoại ô phía nam Beirut, thì kể từ ngày 4 tháng 10, dù Hezbollah chưa xác nhận nhưng đã có đồn đoán rằng ông Safieddine đã thiệt mạng. Vào ngày 5 tháng 10, ba nguồn tin an ninh của Liban nói với hãng tin Reuters của Anh rằng từ hôm 4 tháng 10, người ta đã không thể liên lạc được với ông Safieddine, nhân vật được kỳ vọng sẽ kế nhiệm lãnh đạo bị sát hại Hassan Nasrallah làm thủ lĩnh Hezbollah. Trước đó, đài phát thanh công cộng Khan TV dẫn lời các quan chức cấp cao trong chính phủ Israel cho biết, ông Safieddine đang ở trong một công trình ngầm bị Israel oanh tạc ngày 4 tháng 10 bằng bom xuyên bong ke nhằm mục tiêu cụ thể vào ông. Các quan chức này nhấn mạnh ông Safieddine khó có khả năng sống sót sau cuộc tấn công. Tuy nhiên, khi đó, cả Israel và Hezbollah đều chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về tình trạng của ông Safieddine. Ông Safieddine là anh em họ của cố thủ lĩnh Hezbollah và giống như ông Nasrallah,
Safedin là một giáo sĩ mang chiếc khăn xếp đen, biểu tượng cho dòng dõi của nhà tiên tri Mohammed trong đạo Hồi. Bộ Ngoại giao Mỹ đã liệt kê ông Safedin vào danh sách phần tử khủng bố vào năm 2017 và vào tháng 6 vừa qua. Ông Safedin đe dọa sẽ có một cuộc leo thang lớn chống lại Israel sau khi một chỉ huy khác của Hezbollah bị sát hại. Tại đám tang của viên chỉ huy này, ông Safedin nói, hãy để kẻ thù chuẩn bị khóc lóc và than vãn. Những phát biểu công khai của ông Safedin thường phản ánh lập trường quân sự của Hezbollah và sự ủng hộ của nhóm đối với người Palestine. Tại một sự kiện gần đây ở Dahiyeh, khu vực được coi là thành trì của Hezbollah ở phía nam Beirut, ông Safedin tuyên bố, lịch sử của chúng ta, vũ khí và tên lửa của chúng ta ở bên các bạn, thể hiện sự đoàn kết với các tay súng người Palestine. Theo chuyên gia Philip Smith, khi còn sống, thủ lĩnh Hezbollah, ông Nasrallah, đã dành cho ông Safedin các vị trí quan trọng trong nhiều hội đồng khác nhau của Hezbollah tại Liban. Mối quan hệ gia đình, sự giống nhau về ngoại hình với thủ lĩnh Nasrallah và vị thế tôn giáo của ông Safedin như một hậu duệ của nhà tiên tri Mohammed đều là những yếu tố có lợi cho nhân vật này. Người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari, cho biết quân đội nước này vẫn đang đánh giá kết quả của cuộc không kích ngày 3 tháng 10 vào Beirut của Liban, được cho là đã tiêu diệt người kế nhiệm của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah là ông Hassan Safedin. Ông Hagari cho biết, chúng tôi đã tấn công trụ sở tình báo của Hezbollah ở Beirut. Đây là nơi làm việc của người đứng đầu bộ phận tình báo Abu Abdullah Motada. Chúng tôi biết rằng Hassan Safedin đã ở đó cùng ông ấy. Kết quả của cuộc không kích này vẫn đang được xem xét. Hezbollah đang cố gắng che giấu thông tin chi tiết. Khi biết thông tin, chúng tôi sẽ cập nhật cho công chúng. Thông tin này trái ngược với tuyên bố trước đó ít giờ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khi khẳng định rằng thủ lĩnh mới Safedin của Hezbollah đã bị sát hại trong đợt không kích của Israel. Đồng thời, ông Netanyahu xác nhận người thay thế thủ lĩnh Safedin cũng đã bị sát hại song không nêu rõ danh tính. Thưa quý vị, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang phải đối mặt với những thách thức trong việc kiểm soát tình hình ở Trung Đông khi Israel có khả năng rơi vào một cuộc xung đột đa mặt trận với Hezbollah và Iran. Mới đây, Hussein Ibish, học giả cao cấp tại Viện các quốc gia vùng vịnh Ả Rập và là chuyên gia về các vấn đề Mỹ cho tờ The National của UAE nhận định rằng chính sách của Mỹ tại Trung Đông đang gặp khó khăn nghiêm trọng, đặc biệt là sau các sự kiện xảy ra vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Các hành động quyết đoán từ cả hai phía, đối tác thân cận nhất của Mỹ là Israel và đối thủ chính Iran đang làm lung lay mục tiêu kiềm chế xung đột ở Gaza mà Washington đã đặt ra. Cả Iran và Israel dường như đều đang thúc đẩy khu vực này hướng tới một cuộc xung đột đa mặt trận, điều mà Tổng thống Joe Biden đã nỗ lực để ngăn chặn. Sau ngày 7 tháng 10, chính quyền Biden đã xác định rằng lợi ích của Mỹ có thể chịu đựng những hậu quả phát sinh từ cuộc chiến ở Gaza. Tuy nhiên, Washington lo ngại rằng việc bị kéo vào một cuộc xung đột toàn diện sẽ mang lại nhiều rủi ro không thể lường trước được. Để kiềm chế sự leo thang của cuộc xung đột, Tổng thống Biden đã dành sự ủng hộ cho việc Israel tự do hành động ở Gaza, với hy vọng rằng điều này sẽ giúp họ giữ ổn định tại Liban. Trong thời gian từ tháng 8 năm 2024 trở về trước, chính sách này dường như đã có hiệu quả, mặc dù xuất hiện nhiều điểm nóng ở Syria, Iraq và các vụ tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ từ lực lượng Houthi ở Yemen. Israel vẫn chủ yếu tập trung vào Gaza mà không làm gia tăng xung đột tại Liban. Tuy nhiên, thực tế cho thấy thách thức lớn nhất đối với chiến lược của Mỹ lại đến từ chính Israel. Ngay sau các cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã kêu gọi một cuộc tấn công lớn chống Hezbollah, bất chấp những nỗ lực của Tổng thống Biden kêu gọi Thủ tướng Netanyahu tập trung vào Hamas. Israel và Iran đều nhận thấy rằng Tehran đã hưởng lợi từ tình hình tại Gaza, trong khi Israel đang cần một chiến thắng để phục hồi uy tín của các cơ quan an ninh quốc gia. Để đạt được các mục tiêu này, Israel dường như cho rằng việc tập trung vào Hezbollah, lực lượng quân sự hùng mạnh thân Iran sẽ mang lại cơ hội cao hơn. Trước đó, Israel đã có những hành động thận trọng nhằm gia tăng áp lực lên Hezbollah, làm cho Washington cảm thấy lo ngại nhưng không dám can thiệp mạnh mẽ. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, sự chú ý của Israel đã chuyển hướng trở lại phía Bắc nhắm trực diện vào Hezbollah. Hôm 30 tháng 9 vừa qua, Israel đã tiến hành một cuộc tấn công trên bộ qua biên giới phía nam của Liban nhằm đánh bật Hezbollah ra khỏi khu vực biên giới. Trước đó, cả Israel và Hezbollah đều không thực sự quan tâm đến các thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ đề xuất. Israel yêu cầu Hezbollah rút quân khỏi biên giới, trong khi Hezbollah yêu cầu một lệnh ngừng bắn tại Gaza. Để tăng cường sức ép, Israel liên tục tấn công các vị trí của Hezbollah ở Iran và Syria. Hành động không kích của Israel đã làm suy yếu nghiêm trọng khả năng quân sự của Hezbollah, đồng thời gây ra thiệt hại nặng nề cho cơ sở hạ tầng và các thiết bị quân sự quan trọng của Iran.
Tehran cuối cùng cũng phản ứng lại bằng cách thực hiện cuộc tấn công quy mô lớn vào Israel đêm 1 tháng 10. Dù được cho là không thành công, nhưng Israel có khả năng sẽ không dễ dàng chấp nhận lời kêu gọi kiềm chế từ Mỹ và tuyên bố có hành động đáp trả. Rõ ràng là Mỹ đang bị mắc kẹt giữa việc muốn kiểm soát Israel và nguy cơ bị kéo vào cuộc xung đột với Iran. Nếu Israel tiếp tục các hành động quyết liệt và Iran không nhượng bộ, cơn ác mộng về một cuộc chiến tranh khu vực đa mặt trận có thể xảy ra, buộc Washington phải can thiệp để bảo vệ Israel. Quân đội Israel thông báo đã phát hiện một đường hầm của Hezbollah chạy từ Liban vào lãnh thổ nước này và lượng vũ khí của nhóm vũ trang Hồi giáo thân Iran ở bên kia biên giới. Theo lực lượng phòng vệ Israel IDF, lúc phát hiện đường hầm ngắn chỉ dài khoảng 20 mét nói trên của Hezbollah chưa có lối ra trong lãnh thổ nước này, nhưng cắt qua đường địa phận định xanh do Liên Hợp Quốc công nhận khoảng 10 mét, khu vực phía tây của biên giới, gần làng Mawahin của Liban và ngay đối diện với cộng đồng Jarid của Israel. Báo Time of Israel dẫn tuyên bố ngày 8 tháng 10 của IDF nhấn mạnh không có thị trấn hoặc làng mạc nào của đất nước từng bị đường hầm trên đe dọa. Các chuyên gia Israel nhận định Hezbollah bắt đầu xây dựng đường hầm cách đây khoảng 2 năm. IDF đã nhanh chóng phát hiện ra kế hoạch nhưng ngấm ngầm theo dõi quá trình xây dựng cấu trúc bí mật này. Lực lượng biệt kích Israel đã xác định được vị trí thực tế của đường hầm trong các vụ tấn công ở miền nam Liban cách đây vài tháng. IDF thông báo đã lục soát đường hầm và tìm thấy lượng lớn vũ khí bên trong, bao gồm cả thuốc nổ và tên lửa chống tăng. Trong lúc thực hiện chiến dịch trên bộ chống Hezbollah ở miền nam Liban, binh lính Israel đã tận dụng cơ hội phá hủy đường hầm này. Cùng ngày, Sư đoàn 98 của IDF đã ra báo cáo tóm tắt một tuần hoạt động ở miền nam nước láng giềng. Thống kê đã loại bỏ hơn 200 chiến binh Hezbollah tại một số ngôi làng Liban giáp biên giới Israel. Đội hình tinh nhuệ gồm lính dù, các đơn vị biệt kích cùng lữ đoàn thiết giáp số 7 và đơn vị kỹ thuật chiến đấu Yahalom là lực lượng đầu tiên của Israel tiến vào Liban khi chiến dịch tấn công có giới hạn trên bộ chính thức bắt đầu vào ngày 30 tháng 9. Sư đoàn 98 của IDF tiết lộ đã phát hiện hàng trăm vũ khí tại các ngôi làng biên giới của Liban và sử dụng hơn 100 tấn thuốc nổ để phá hủy một số đường hầm của Hezbollah. Sư đoàn từng chiến đấu với phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza trong nhiều tháng, đánh giá Hezbollah là một nhóm vũ trang các tổ chức tốt hơn nhiều so với Hamas, nhưng chủ yếu hoạt động trên mặt đất, thay vì các đường hầm như nhóm đồng minh ở Gaza. Sư đoàn 98 cũng xác định Hezbollah còn sở hữu vũ khí tiên tiến hơn Hamas, tuy nhiên họ quả quyết vẫn chiếm ưu thế và đã thành công trong các nhiệm vụ chống nhóm vũ trang thân Tehran ở Liban. Phát biểu bên lề một hội nghị ở Tehran, Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Arachi khẳng định nước này không muốn leo thang căng thẳng ở Trung Đông và ủng hộ các nỗ lực ngừng bắn, nhưng đã chuẩn bị đầy đủ cho xung đột. Đài RT đã dẫn lời ông Arachi nhấn mạnh, chúng tôi không sợ xung đột mà sẵn sàng cho mọi kịch bản. Các lực lượng vũ trang Iran cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Theo hãng thông tấn Mer, nhà ngoại giao hàng đầu Iran hôm 8 tháng 10 cũng cảnh báo Israel không nên thử thách ý chí của Tehran. Ông Arachi quả quyết, bất kỳ vụ tập kích nào vào Iran cũng sẽ phải đối mặt với phản ứng dữ dội. Trước đó, truyền thông khu vực đưa tin, quân đội Iran đã chuẩn bị ít nhất 10 kịch bản cho cuộc tấn công có thể xảy ra của Israel. Theo tờ Tehran Times, Quốc hội Iran đang soạn thảo hiệp ước kháng chiến nhằm tăng cường an ninh khu vực và chống lại các mối đe dọa tiềm tàng từ bên ngoài, đặc biệt là từ Mỹ và Israel. Hiệp ước quy định tất cả các quốc gia ký kết sẽ phải cung cấp hỗ trợ toàn diện, bao gồm cả hỗ trợ quân sự, kinh tế và chính trị, trong trường hợp bất kỳ nước thành viên nào bị Israel hoặc đồng minh tấn công. Trong 22 năm qua, lực lượng Israel đã lên kế hoạch cho thời điểm này, nhưng có vẻ như họ sẽ không tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran trong đợt trả đũa tiếp theo, hoặc họ sẽ không thành công nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ. Hai năm trước, hàng chục máy bay chiến đấu của Israel đã gầm rú trên biển Địa Trung Hải, mô phỏng một cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Một cuộc tập trận mà lực lượng phòng thủ Israel công khai nói rằng đó là bài tập về bay tầm xa, tiếp nhiên liệu trên không và tấn công các mục tiêu ở xa. Mục đích của cuộc tập trận đó không chỉ đơn thuần là để đe dọa người Iran, nó còn được thiết kế để gửi một thông điệp tới chính quyền Tổng thống Biden. Không quân Israel đang tự huấn luyện để tiến hành hoạt động một mình, mặc dù khả năng thành công sẽ cao hơn nhiều nếu Mỹ với kho 30.000 quả bom phá bom ke tham gia cùng. Trong các cuộc phỏng vấn, các quan chức cấp cao trước đây và hiện tại của Israel đã từng thừa nhận có những nghi ngờ về việc liệu quốc gia này có khả năng gây ra thiệt hại đáng kể cho các cơ sở hạt nhân của Iran hay không. Tuy nhiên trong vài ngày qua, các quan chức Lầu Năm Góc đã băn khoăn với các câu hỏi
liệu người Israel có đang chuẩn bị hành động một mình hay không, sau khi kết luận rằng họ có thể sẽ không bao giờ có được cơ hội như thế này nữa. Tổng thống Biden đã cảnh báo Israel không được tấn công các địa điểm hạt nhân hoặc năng lượng Iran, nói rằng bất kỳ phản ứng nào cũng phải tương xứng với cuộc tấn công của Iran vào Israel trong tuần trước. Như vậy, về cơ bản, ông thừa nhận rằng một cuộc phản công là phù hợp. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lloyd Austin trước đó cũng đã nói rõ với đồng cấp Israel Yoav Gallant rằng Mỹ muốn Israel tránh các bước trả đũa có thể dẫn tới sự leo thang mới của Iran. Ông Gallant dự kiến sẽ gặp ông Austin tại Washington ngày 9 tháng 10. Nhiều khả năng đòn trả đũa đầu tiên của Israel đối với Iran sau các cuộc tấn công bằng tên lửa hôm 1 tháng 10 sẽ tập trung vào các căn cứ quân sự và có thể là một số địa điểm tình báo hoặc chỉ huy. Ít nhất là ban đầu, Israel có vẻ không nhắm vào cơ sở hạt nhân của quốc gia này. Sau nhiều lần tranh luận, những mục tiêu đó dường như đã được để dành cho sau này nếu Iran leo thang bằng các cuộc phản công khác. Tuy nhiên, có một lời kêu gọi đang nổi lên bên trong Israel, được một số người ở Mỹ hưởng ứng, đó là hãy nắm bắt thời cơ để đẩy lùi xa hơn. Có thể thêm nhiều năm nữa, năng lực của Iran về sản xuất đủ uranium làm giàu cấp vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ bắt đầu từ Tổng thống Biden đã phát động một cuộc chiến dịch nhằm loại bỏ những cuộc tấn công như vậy khỏi bàn đàm phán, nói rằng chúng không có hiệu quả và đẩy khu vực vào một cuộc xung đột toàn diện. Israel đã lập kế hoạch phá hủy hoặc làm tê liệt các phòng máy ly tâm khổng lồ, nơi hàng nghìn cỗ máy bạc cao lớn quay với tốc độ siêu thanh cho đến khi uranium đạt được đến vật liệu cấp bom, trong khi Tehran chính thức phủ nhận rằng họ đang tìm cách sở hữu bom trong những tháng gần đây. Một số quan chức và nhà bình luận Iran đã tranh luận gay gắt về việc liệu có một sắc lệnh do Đại giáo chủ Ali Khamenei ban hành vào năm 2003 cấm sở hữu vũ khí hạt nhân có nên được đảo ngược hay không. Trong khi đó, Iran đã tăng cường sản xuất uranium làm giàu đến độ tinh khiết 60%, chỉ thiếu một chút nữa là đạt cấp bom. Các chuyên gia tin rằng hiện tại nước này có đủ nhiên liệu để chế tạo 3 hoặc 4 quả bom, và việc đưa uranium làm giàu lên cấp độ bom ở mức độ 90% chỉ mất vài ngày. Mặc dù Natanz sẽ là một mục tiêu dễ dàng, nhưng việc tấn công vào đó sẽ là một hành động xung đột. Vì vậy, trong 15 năm qua, Mỹ đã thúc đẩy các hoạt động ngoại giao, phá hoại và trừng phạt, chứ không phải là ném bom, để dừng chương trình hạt nhân của Iran, và họ cũng tích cực ngăn cản Israel có được loại vũ khí cần để phá hủy một cơ sở máy ly tâm khác, được gọi là Fordow, xây dựng sâu trong lòng núi. Ngay trước khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát vào tháng 2 năm 2022, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã thúc giục Tổng thống Volodymyr Zelensky xây dựng một kế hoạch trong trường hợp ông bị sát hại hoặc bị bắt. Theo đoạn trích từ cuốn sách War – Xung đột của nhà báo Mỹ, biên tập viên ở tờ báo The Washington Post, Bob Woodward, đoạn trích được The Washington Post công bố vào ngày 8 tháng 10 cho biết, tác giả viết trong sách rằng, trong hội nghị an ninh Munich, bà Harris được cho là đã khuyến khích ông Zelensky hành động để ứng phó với mối đe dọa đang hiện hữu từ Nga. Cuốn sách trích lời bà Harris nói rằng một trong những hành động này bao gồm việc lập kế hoạch kế nhiệm để đảm bảo sự ổn định nếu ông bị bắt hoặc bị sát hại. Hồi tháng 7, báo The Times đã đăng một bài báo tuyên bố rằng bà Harris đã bác bỏ đề xuất của Ukraine về lệnh trừng phạt phủ đầu đối với Nga chỉ vài giờ trước khi cuộc xung đột bùng phát vào tháng 2 năm 2022. Vào tháng 9, bà Harris đã chỉ trích các đề xuất của ông Donald Trump liên quan đến Ukraine, nhấn mạnh rằng chúng phù hợp với các đề xuất của ông Putin. Trong sách, tác giả cũng nói về những mối liên hệ cá nhân được cho là của chính trị gia Mỹ với Tổng thống Nga Putin. Bên cạnh một số điều khác, Woodward đã cáo buộc rằng trong thời kỳ đỉnh điểm của đại dịch COVID-19 vào năm 2020, Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Donald Trump đã gửi thiết bị xét nghiệm virus corona cho ông Putin để ông sử dụng cho mục đích cá nhân. Ban vận động tranh cử của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa tuyên bố rằng những tình tiết được mô tả trong cuốn sách hoàn toàn không đúng sự thật và gọi tác giả là một kẻ điên rồ thực sự. Lên tiếng về cáo buộc của Woodward, bà Harris phát biểu với báo chí hôm 8 tháng 10, đây là ví dụ rõ ràng gần đây nhất về việc ông Trump là người như thế nào khi bí mật gửi các bộ xét nghiệm COVID để cá nhân ông Putin sử dụng đến Nga, đối thủ của Mỹ, trong khi chính ông ấy lại nói rằng người Mỹ nên tiêm thuốc tẩy. Bà Harris đang nói trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình phát thanh Howard Stern. Khi chỉ trích ông Trump với cáo buộc có liên hệ với ông Putin, bà Harris đã gọi Tổng thống Nga là kẻ độc tài sát nhân. Điện Kremlin trước đó đã tỏ ý tiếc rằng Nga và cá nhân Tổng thống Nga lại là một phần không thể thiếu trong cuộc đấu tranh chính trị ở Mỹ.
một trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo, Kiev không còn kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần 2 vào tháng 11 năm nay nhằm chấm dứt xung đột với Nga nữa. Tổng thống Zelensky đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế đầu tiên tại khu nghỉ dưỡng Luzhny của Thụy Sĩ vào hồi tháng 6 để tìm kiếm sự ủng hộ cho kế hoạch hòa bình của mình, gồm 10 điểm mà Moscow đã bác bỏ, sự kiện phía Nga không được mời tham dự và đã không đạt kết quả như mong muốn của Kiev. Ukraine và các đồng minh ban đầu dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ 2 vào tháng 11 năm nay. Tuy nhiên, theo đài RT, phát biểu trước truyền thông hôm 8 tháng 10, Daria Zarifa, cố vấn cao cấp của ông Zelensky, cho biết rằng kế hoạch này hiện đã bị hủy bỏ. Đồng thời lưu ý rằng công tác chuẩn bị cho một hội nghị vào thời điểm khác vẫn đang tiếp tục, với các cuộc họp chuyên đề dành riêng cho từng thời điểm trong kế hoạch hòa bình để mọi thứ sẵn sàng cho sự kiện. Quan chức này tiết lộ, cuộc họp chuyên đề cuối cùng nhằm giải quyết các mối quan tâm nhân đạo sẽ diễn ra tại Canada vào cuối tháng 10. Mới đây, trong bài giảng công khai đầu tiên sau gần 5 năm, Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei đã bảo vệ các hành động chống lại Israel của trục kháng chiến, bao gồm Hezbollah ở Liban và nhóm Hamas của Palestine. Theo Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei, cuộc tấn công bất ngờ vào Israel do Hamas phát động năm ngoái là một bước đi hợp lý và hợp pháp nhằm đánh bại chế độ phục quốc Do Thái, độc hại và hèn nhát. Lãnh tụ Iran tuyên bố, các cuộc tấn công đó là chính đáng vì chúng hợp lý và hợp pháp nhằm mục đích tự vệ chống lại kẻ áp bức. Nhà lãnh đạo này cũng nói thêm rằng nguyên tắc đó được luật pháp quốc tế công nhận. Nhà lãnh đạo Iran biện minh cho cuộc tấn công vào Israel với khoảng 200 tên lửa đạn đạo hôm 1 tháng 10 là hình phạt nhẹ nhất với tội ác mà Israel gây ra. Iran tuyên bố vụ tấn công là nhằm đáp trả vụ sát hại thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và những người khác. Ngày 7 tháng 10, đánh dấu một năm kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự của Israel ở dải Gaza nhằm đáp trả cuộc tấn công bất ngờ của Hamas ở miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến khoảng 1.100 người thiệt mạng và hơn 200 người bị bắt làm con tin. Bộ Y tế dải Gaza cho biết hồi đầu tuần rằng chiến dịch của Israel tại vùng đất này sau nhiều năm phong tỏa Gaza trên thực tế đã khiến hơn 41.000 người Palestine thiệt mạng. Căng thẳng giữa Israel và các nước Hồi giáo láng giềng đã gia tăng trong chiến dịch ở dải Gaza, khi cả Iran và Hezbollah đều ủng hộ Hamas và Palestine. Đầu tháng này, cuộc xung đột bước vào giai đoạn mới khi Israel tiến hành chiến dịch trên bộ ở Liban. Để trả đũa, Iran đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn vào Israel trong tuần này. Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei nói trong bài giảng của mình rằng, người Palestine, giống như mọi người dân, có quyền bảo vệ đất đai, quê hương, đất nước và lợi ích của họ trước những kẻ xâm lược. Và logic này được luật pháp quốc tế ủng hộ. Ông Khamenei nói thêm rằng, những người giúp đỡ người Palestine và hỗ trợ họ chỉ đơn thuần là làm nhiệm vụ của mình. Ông Khamenei nói, đây là quy tắc của đạo Hồi, quy tắc của lý trí và logic quốc tế và toàn cầu. Người Palestine đang bảo vệ đất đai của họ, việc bào chữa của họ là chính đáng và việc giúp đỡ họ cũng hợp lý và hợp pháp. Ông Khamenei lên tiếng bảo vệ cuộc tấn công tên lửa gần đây của Iran vào Israel, nói rằng đó là hình phạt tối thiểu đối với chế độ Do Thái khát máu và chiếm đoạt. Thành tích duy nhất của họ là đánh bom nhà cửa, trường học, bệnh viện và trung tâm tập trung dân sự ở dải Gaza. Ông Khamenei tiếp tục nói rằng Iran sẽ thực hiện mọi nghĩa vụ cần thiết để chứng kiến Israel bị đánh bại, đồng thời tuyên bố rằng Israel chỉ có thể sống sót được lâu như vậy nhờ sự hỗ trợ của các đồng minh ở phương Tây. Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei nói, chế độ này hành động giống như những con sói hoang của Mỹ trong khu vực. Thực thể độc hại và hèn nhát này hầu như không thể tồn tại nếu không nhờ sự hỗ trợ của Mỹ và nó sẽ không tồn tại được lâu. Ông Khamenei nhấn mạnh vấn đề chính ở Trung Đông là sự can thiệp của nước ngoài, bởi các quốc gia trong khu vực có khả năng thiết lập an ninh và hòa bình nếu được để yên. Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei chỉ trích sự can dự và hỗ trợ của Mỹ đối với Israel, cho rằng Mỹ chưa bao giờ muốn hòa bình ở Trung Đông, mà thay vào đó đang theo đuổi mục tiêu biến Israel thành công cụ chiếm đoạt toàn bộ tài nguyên thiên nhiên trong khu vực và đầu tư vào các cuộc xung đột lớn trên toàn cầu. Truyền thông quốc tế đã phân tích hình ảnh vệ tinh và đưa ra một số kết luận quan trọng về mức độ thiệt hại sau đòn tấn công bằng hàng trăm tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel.
Theo đó, truyền thông Israel chỉ cung cấp thông tin hạn chế về tác động từ cuộc tấn công bằng 200 tên lửa đạn đạo của Iran vào ngày 1 tháng 10. Song truyền thông quốc tế đã hé lộ mức độ thiệt hại cũng như năng lực của dàn tên lửa đạn đạo Iran. Theo tờ Times of Israel, trong cuộc tấn công vào Israel hồi tháng 4, Iran đã sử dụng kết hợp 36 tên lửa hành trình, 185 máy bay không người lái UAV và khoảng 120 tên lửa đạn đạo. Nhưng trong cuộc tấn công diễn ra vào tối ngày 1 tháng 10, Iran chỉ sử dụng tên lửa đạn đạo với con số gần 200 tên lửa. Đáng nói, khoảng 20 tên lửa trong số này đã bị đánh chặn hoặc bị vô hiệu hóa trước khi xâm nhập vào không phận Israel. Còn khoảng 180 tên lửa Iran đã tiến vào trong lãnh thổ Israel. Đánh giá của truyền thông quốc tế nhận định, tên lửa mà Iran sử dụng trong cuộc tấn công mới nhất vào Israel có thể là Fatah hoặc Kaibar Sikan. Trong đó, tên lửa Fatah được Iran công bố vào tháng 6 năm 2023. Nó được cho là có thể đạt tốc độ Mach 5, có tầm bắn lên tới 1.400 km. Phía Iran từng cho biết, Fatah có thể vượt qua các hệ thống phòng thủ, tấn công chúng và dọn đường cho chuỗi tên lửa đạn đạo tiếp theo làm nhiệm vụ. Còn tên lửa Kaibar Sikan có tốc độ di chuyển từ Mach 2 đến 3. Nó được trang bị hệ thống cánh để cải thiện độ chính xác hoạt động, cùng tầm bắn là 1.400 km. Khi số lượng lớn tên lửa được phóng đi với tốc độ cao, các hệ thống phát hiện và đánh chặn có thể gặp khó khăn trong việc xử lý cùng lúc. Do đó, một trong những chiến lược của Iran là phóng số lượng lớn tên lửa cùng lúc vào một mục tiêu cụ thể của đối phương. Theo báo chí nước ngoài, căn cứ không quân Nevatim ở phía nam Israel là một trong những mục tiêu chính trong đòn tấn công từ Iran. Theo đó, 32 tên lửa Iran đã bay tới các khu vực trống, các công trình và cánh đồng xung quanh căn cứ. Tuy nhiên, lực lượng phòng vệ Israel IDF nhấn mạnh không có chiến đấu cơ nào của nước này bị hư hại trong cuộc tấn công của Iran. Dựa trên các cảnh quay video được đăng trên mạng xã hội, các chuyên gia quốc tế cũng đã ghi nhận những cuộc tấn công khác xảy ra gần trụ sở Mossad ở khu vực Glilot và các công trình bên trong căn cứ không quân Chernov nằm gần thành phố Rehovot. Sau 6 tháng kể từ cuộc tấn công hồi tháng 4, Iran đã điều chỉnh và cải thiện chiến lược tấn công. Theo đó, Iran từ bỏ các cuộc tấn công bằng UAV để chuyển sang phóng tên lửa đạn đạo và chỉ mất khoảng 12 phút để bay đến lãnh thổ Israel. Dù quân đội Iran đã nhắm vào các căn cứ của IDF nhưng vẫn không vô hiệu hóa được các lực lượng của Israel. Tuy nhiên, một số người cho rằng trong lần tới, Iran có thể sẽ cố gắng tấn công các cơ sở năng lượng của Israel, mà nhiều cơ sở trong số này nằm gần các trung tâm dân cư. Theo báo chí nước ngoài, dường như các hệ thống phòng thủ của Israel đã dễ bị tổn thương hơn trong các cuộc tấn công của Iran vào ngày 1 tháng 10. Theo đó, khoảng 80% tên lửa Iran được báo cáo đã bị đánh chặn. Tỷ lệ này thấp hơn so với hồi tháng 4, khi IDF tuyên bố tỷ lệ đánh chặn là 99%. Tuy nhiên, tỷ lệ đánh chặn thấp hơn có thể là do nhiều tên lửa Iran đã bay tới các vùng đất trống, nơi chúng có thể gây ra ít hoặc không gây ra thiệt hại cho Israel. Một yếu tố khác là Israel quyết định không cố gắng đánh chặn tất cả 180 tên lửa Iran đang bay tới do kho dự trữ tên lửa đánh chặn Arrow-2 và Arrow-3 chỉ có giới hạn. Nói cách khác, IDF có thể đã chọn giữ lại các tên lửa đánh chặn để đối phó với các cuộc tấn công tiềm tàng trong tương lai của Iran nhằm vào các trung tâm dân cư. Thêm một yếu tố được tính tới là mức chi phí cho vũ khí, cụ thể là chi phí sửa chữa nhà chứa máy bay hoặc đường băng bị hư hại tại các căn cứ không quân là thấp hơn nhiều so với chi phí sử dụng tên lửa đánh chặn Arrow. Ngày 7 tháng 10, tròn một năm xung đột Israel-Hamas bùng phát, lực lượng Hezbollah tại Liban thừa nhận đã phải trả giá đắt nhưng cam kết sẽ tiếp tục tiến hành cuộc chiến chống lại sự hung hãn của Tel Aviv. Hezbollah cho biết lực lượng này và người dân Liban đã phải trả giá đắt cho quyết định mở mặt trận hỗ trợ Gaza từ ngày 8 tháng 10 năm 2023. Tuy nhiên, Hezbollah khẳng định tự tin vào năng lực của lực lượng này kháng cự chống lại sự hung hãn của Israel. Israel đã đẩy mạnh chiến dịch nhằm vào Hezbollah trong những tuần gần đây. Theo Avit, chủ trương đẩy Hezbollah rời xa khu vực biên giới để hàng ngàn người dân Israel có thể trở về nhà của họ ở phía Bắc. Cuộc xung đột giữa Israel và Hamas đã bùng phát vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 khi các thành viên Hamas tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Israel, khiến 1.189 người thiệt mạng và 251 người bị bắt cóc làm con tin. Ngay lập tức, Israel đã phát động chiến dịch những thanh kiếm sắt tại Gaza để trả đũa. Theo dữ liệu của cơ quan y tế tại Gaza, tính đến ngày 4 tháng 10, đã có 41.802 người Palestine, phần lớn là dân thường, tử vong trong cuộc xung đột. Sự kiện này dẫn đến gia tăng căng thẳng chính trị và quân sự trong khu vực. Các nhà lãnh đạo thế giới đang cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng toàn diện tại Trung Đông. Ngày 7 tháng 10, quân đội Israel cho biết đã đánh bom trên 40.000 mục tiêu tại Gaza, xóa sổ 1.000 điểm phóng rocket.
quân đội Israel xác nhận có 726 binh sĩ nước này đã tử vong và 4.576 trường hợp bị thương tính từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái đến nay. Cũng từ thời điểm xung đột bùng phát tới nay, đã có 13.200 rocket phóng vào Israel từ Gaza, 12.400 rocket khác từ Liban. Quân đội Israel cũng thông báo đã tiêu diệt 800 tên khủng bố ở Liban. Trong một năm qua, Israel còn bắt giữ trên 5.000 nghi phạm tại bờ Tây và thung lũng Jordan. Hamas và Israel đạt được thỏa thuận ngừng bắn khoảng một tuần vào cuối tháng 11 năm 2023. Từ đó đến nay, các cuộc đàm phán đều thất bại bất chấp nỗ lực của các quốc gia trung gian như Qatar, Ai Cập và Mỹ. Trong thời gian ngừng bắn ngắn ngủi hồi tháng 11 năm ngoái, 105 con tin, bao gồm 81 người Israel và 24 công dân nước ngoài, đã được thả tự do để đổi lấy 240 tù nhân người Palestine. Hiện nay, Hamas vẫn giam giữ trên 100 con tin. Ngày 5 tháng 10, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tình trạng bạo lực và đổ máu ở Gaza và Liban. Tổng thư ký Guterres nhấn mạnh, ngày 7 tháng 10 là thời điểm để cộng đồng toàn cầu một lần nữa bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ Israel và bắt giữ con tin. Ông Guterres cũng bày tỏ quan ngại về cuộc xung đột đã lan sang Liban, nơi Israel đã đẩy mạnh tấn công lực lượng Hezbollah, khiến hơn 1.000 người tử vong và 1 triệu người dân phải rời bỏ nhà cửa. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 6 tháng 10 khẳng định, quân đội Israel đã thay đổi hoàn toàn thực tế kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Theo văn phòng Thủ tướng Israel, phát biểu trước các binh sĩ trong chuyến thăm khu vực gần biên giới với Liban, Thủ tướng Netanyahu khẳng định Israel sẽ chiến thắng trong bối cảnh nước này đang xung đột với Hamas tại giải Gaza, giao tranh với lực lượng Hezbollah tại Liban, cũng như sẵn sàng cho cuộc chiến với Iran. Về phần mình, trong thông điệp video nhân một năm xung đột nổ ra tại Gaza, phong trào Hamas nêu rõ sự kiện đã chứng minh cho thế giới về năng lực của họ. Thành viên phong trào Hamas tại Qatar, ông Khalil Al-Hayya nhấn mạnh tất cả người dân Palestine, đặc biệt là tại Gaza, đang viết nên một trang sử mới. Kênh truyền thông Israel trích dẫn nguồn tin Iran tiết lộ đã xảy ra một vụ nổ lớn gần cơ sở hạt nhân ở thành phố Isfahan, miền trung quốc gia Hồi giáo. Kênh truyền hình CGTN dẫn lại thông tin do truyền thông Israel đăng tải cho hay trên các mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng OSINT, đang lan truyền các hình ảnh và video về vụ nổ gần cơ sở xử lý uranium ở Isfahan, thành phố lớn thứ ba của Iran và nằm cách thủ đô Tehran 340 km về phía nam. Isfahan là một trong các trung tâm chính của chương trình hạt nhân Iran, nơi đặt các cơ sở uranium phục vụ quá trình làm giàu vật liệu phóng xạ. Giới quan sát lưu ý, những cơ sở này đóng vai trò quan trọng trong chuỗi phát triển hạt nhân của Tehran và bất kỳ thiệt hại nào đối với chúng đều gây ra hậu quả nghiêm trọng cho chính nước Cộng hòa Hồi giáo và các mối quan hệ quốc tế. Một số ý kiến gắn vụ nổ đêm mùng 7 tháng 10 với các hành động có thể do Israel tiến hành, trong bối cảnh Tel Aviv đã nhiều lần tuyên bố ý định ngăn chặn chương trình hạt nhân Iran bằng mọi cách và mới đây khẳng định sẽ đáp trả vụ tấn công tên lửa đạn đạo lớn chưa từng thấy của lực lượng Tehran vào lãnh thổ Israel tối mùng 1 tháng 10. Tuy nhiên, theo hãng tin Inet, các quan chức tại căn cứ phòng không Khatam al-Abiya của Iran đã bác bỏ thông tin về vụ nổ gần cơ sở hạt nhân ở thành phố Isfahan, cũng như bất kỳ vụ tập kích nào của Israel. Truyền thông nhà nước Iran gắn sự vụ với một cuộc tập trận của quân đội nước này. Các truyền thông quốc tế thừa nhận hiện không thể xác minh được những thông tin trên. Truyền thông Israel cũng đưa tin Mỹ đã đề nghị cấp cho Israel một gói bù đắp nếu Tel Aviv không phục kích một số mục tiêu Iran để đáp trả vụ tấn công tên lửa lớn chưa từng thấy của Tehran gần đây. Đài phát thanh quốc gia Kan của Israel ngày 6 tháng 10 trước đó đưa tin, sau khi Iran bắn tới 180 quả tên lửa đạn đạo vào Israel tối 1 tháng 10, chính quyền Tel Aviv và Mỹ đã có cuộc thảo luận về hành động tấn công trả đũa. Trong quá trình này, các quan chức Mỹ đã đề nghị sẽ trợ giúp ngoại giao rộng hơn và bổ sung viện trợ quân sự cho Israel nếu nước đối tác này tránh ra tay với một số mục tiêu nhất định ở Iran. Can trích dẫn lời của một số quan chức cấp cao Israel nhấn mạnh, Israel luôn xem xét ý kiến của đồng minh Mỹ và sẵn sàng lắng nghe họ, nhưng sẽ làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ công dân và an ninh của đất nước. Tel Aviv đã chính thức tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tấn công của Iran, nhưng phương thức, địa điểm và thời gian hành động vẫn trong giai đoạn lập kế hoạch hoặc phê duyệt. Theo Đài phát thanh quốc gia Israel, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, tướng Michael Kurila đang ở Israel và tham dự cuộc họp với ban lãnh đạo an ninh của nước sở tại.
Mặc dù Washington luôn ủng hộ quyền tự vệ của Israel, nhưng Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 2 tháng 10 đã công khai phản đối bất kỳ vụ tập kích nào từ lực lượng Tel Aviv vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Giới quan sát nhận định, quan điểm này cho thấy chính quyền Biden muốn ngăn chặn nguy cơ xung đột đang lan rộng khắp khu vực và leo thang hạt nhân ở Trung Đông. Thay vào đó, Mỹ lựa chọn con đường ngoại giao và trừng phạt kinh tế để kiềm chế Tehran. Người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài Nga SVR Sergei Naryshkin cho biết rằng các điệp viên Anh và Mỹ đã giúp Ukraine lập kế hoạch cho nổ tung nhà máy điện hạt nhân Kursk. Động thái có thể đẩy châu Âu vào cơn ác mộng bức xạ khác. Quân đội Ukraine đã xâm nhập vào vùng Kursk của Nga vào tháng 8, nhưng đã bị chặn lại trước nhà máy hạt nhân ở Khrushchev. Phát biểu tại một cuộc họp báo của các nguyên tắc tình báo và an ninh của các quốc gia hậu Xô Viết ở Astana tuần trước, ông Naryshkin đã tiết lộ kế hoạch đáng lo ngại của phương Tây đối với cơ sở này. Theo những phát biểu được công bố ngày 7 tháng 10, ông Naryshkin cho biết, theo thông tin tình báo mà SVR thu thập được, một cuộc tấn công có yếu tố cực đoan đã được lên kế hoạch bao gồm việc chiếm và khai thác các nhà máy điện hạt nhân Kursk. Ông Naryshkin nói thêm, nếu họ có thể thực hiện được điều đó, châu Âu sẽ phải đối mặt với thảm họa môi trường và nhân đạo tương tự như Chernobyl, một vụ tai nạn năm 1986 tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã khiến một trong những lò phản ứng của nhà máy này phát nổ và bốc cháy, buộc phải sơ tán thị trấn Pripyat và tạo ra vùng cấm rộng 30 km trên biên giới giữa Ukraine và Belarus ngày nay. Bụi phóng xạ từ đám cháy đã được gió mang đến tận Scotland. Theo ông Naryshkin, tình báo Anh và Mỹ đã cung cấp cho Ukraine thông tin cho phép họ tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Nga, bao gồm hình ảnh vệ tinh có độ phân giải cao về các khu vực biên giới. Pháo binh Ukraine đã sử dụng thông tin này để thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Thông tin tình báo hiện cho thấy các cơ quan tình báo phương Tây, chủ yếu là MI6 của Anh, đã có sự chuẩn bị có hệ thống cho các nhóm phá hoại và trinh sát của Ukraine để tổ chức các cuộc khiêu khích tại một số nhà máy điện hạt nhân ở Nga. Người đứng đầu SVR tuyên bố, đồng thời cáo buộc rằng các điệp viên Anh và các đối tác Ukraine của họ đang phát triển một chiến dịch nhằm cho nổ tung các đường dây điện kết nối nhà máy hạt nhân với lưới điện quốc gia của Nga. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở Energoda đã trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine kể từ giữa năm 2022. Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu cuối cùng cũng phải đóng cửa do các mối nguy hiểm, bao gồm máy bay không người lái, tên lửa, mất nước do hệ thống làm mát và thậm chí là một cuộc tấn công đổ bộ của các lực lượng biệt kích Ukraine vào tháng 10 năm 2022. Các quan sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA được triển khai tại hiện trường đã nhiều lần thừa nhận các cuộc tấn công vào ZNPP nhưng đã từ chối xác định ai là người chịu trách nhiệm. Nga đã mô tả các cuộc tấn công là một nỗ lực tống tiền hạt nhân, trong khi Ukraine cáo buộc rằng Moscow pháo kích nhà máy để bồi nhọ Kiev. Tổng thống Nga Vladimir Putin chào đón sinh nhật lần thứ 72 ngay tại phòng làm việc, tránh thu hút sự chú ý không cần thiết. Theo TASS, Điện Kremlin mới đây đã thông báo rằng Tổng thống Vladimir Putin kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 72, mùng 7 tháng 10, ngay tại văn phòng làm việc của mình. Đây cũng là năm thứ 21 ông Putin tổ chức sinh nhật trên cương vị Tổng thống Nga. Vào buổi sáng, chủ nhân Điện Kremlin đã nhận lời chúc mừng sinh nhật từ các nhà lãnh đạo quốc tế thông qua điện thoại và tin nhắn. Tổng thống Putin sau đó sẽ có những cuộc họp kín đã được lên lịch từ trước. Tới buổi tối, ông Putin sẽ gặp gỡ lãnh đạo các nước thành viên Cộng đồng các quốc gia độc lập CIS trước thềm hội nghị thượng đỉnh ngày 8 tháng 10. Tổng thống Putin không thể dành một ngày để nghỉ ngơi trọn vẹn. Ông ấy thậm chí đã phải làm việc cả ngày lẫn đêm nếu cần thiết. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, chủ nhân Điện Kremlin cũng là người kín tiếng và không muốn thu hút những sự chú ý không cần thiết vào ngày sinh nhật. Đây chỉ là sinh nhật tôi, không phải là một ngày lễ quốc gia. Việc phóng đại tầm quan trọng của sự kiện này là không khiêm tốn, ông Putin cho biết. Theo Politico, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko là một trong những nhà lãnh đạo quốc tế đầu tiên gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Tổng thống Putin. Ông Lukashenko viết,
sự hiểu biết sâu sắc về sứ mệnh lịch sử và trách nhiệm cá nhân của Tổng thống Putin với người dân đã trở thành sự đảm bảo đáng tin cậy cho sức mạnh của chủ quyền của nước Nga. Trong khi đó, lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov nói rằng ngày 7 tháng 10 là một sự kiện quan trọng với toàn thể nước Nga. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cũng đã gửi lời chúc mừng sinh nhật tới chủ nhân Điện Kremlin, dù quan hệ giữa Yerevan và Moscow đang gặp một số khó khăn trong thời gian vừa qua. Ông Pashinyan cho biết, tôi xin gửi lời chúc mừng chân thành và tốt đẹp nhất tới Tổng thống Putin. Tôi biết rằng việc tăng cường hợp tác cùng phát triển trong mọi lĩnh vực giữa Armenia và Nga là đặc biệt quan trọng. Trước đó, tại ngày sinh nhật lần thứ 71 của mình năm 2023, Tổng thống Putin vẫn phải làm việc vì ông phải dự buổi lễ đánh dấu việc Nga cung cấp khí đốt cho Uzbekistan thông qua Kazakhstan, cùng với người đồng cấp Kazakhstan và Uzbekistan. Tổng thống Putin nói rằng đó là lần xuất khẩu đầu tiên trong lịch sử của các hệ thống đường ống dẫn khí đó và khí đốt của Nga chưa bao giờ được bơm tới Trung Á. Ông Putin sinh ngày 7 tháng 10 năm 1952 tại Leningrad, là con út trong số 3 người con của ông bà Vladimir Spiridonovich Putin và Maria Ivanova Putina. Theo Mint, ông Putin gia nhập KGB vào năm 1975 và được đào tạo tại trường KGB số 401 tại Okta, Leningrad. Trong sự nghiệp của mình, ông từng được điều tới New Zealand, Đức và nhiều nơi khác. Ông được Tổng thống Boris Yeltsin bổ nhiệm làm phó chánh văn phòng Tổng thống vào năm 1997 và sau đó là trưởng ban kiểm soát hành chính của Cục Quản lý Tài sản của Tổng thống. Ông được bổ nhiệm làm phó thủ tướng vào năm 1999 và sau đó được Tổng thống Yeltsin chỉ định làm quyền thủ tướng chính phủ Liên bang Nga. Ông giữ chức vụ thủ tướng từ năm 1999 đến năm 2000 và từ năm 2008 đến năm 2012. Ông làm Tổng thống Nga từ năm 2000 đến 2008 và kể từ năm 2012 tới nay. Sau vụ thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah bị không quân Israel hạ sát bằng bom, nội bộ Iran đã có sự chia rẽ trong cách phản ứng. Theo đó, sau khi thủ lĩnh Hezbollah bị Israel hạ sát ngay thủ đô Beirut của Liban, bốn quan chức Iran nói với tờ New York Times rằng nhóm cứng rắn của Iran muốn trả đũa tức thì. Còn nhóm ôn hòa bao gồm đương kim tổng thống, thiên về tránh xung đột tổng lực. Riêng lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei có vẻ chưa quyết định về bước đi tiếp theo. Cả bốn quan chức này đều giấu tên. Hai người trong số họ là thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Iran. Cú sốc tinh thần đối với Iran. Quân đội Israel vào sáng ngày 28 tháng 9 xác nhận họ đã sát hại thủ lĩnh Nasrallah cùng các chỉ huy cấp cao khác của Hezbollah trong cuộc không kích hầm ngầm của thủ lĩnh này tại Beirut. Giữa lúc an ninh được thắt chặt, đại giáo chủ Khamenei sau đó đã được di chuyển tới một nơi bí mật mà từ đó ông thề sẽ trả thù cho cái chết của thủ lĩnh Nasrallah ở Liban. Bốn quan chức Iran cho hay, lãnh tụ Khamenei đã bị chấn động sâu sắc trước cái chết của người bạn thân là thủ lĩnh Nasrallah. Khi biết tin tức về việc ông Nasrallah bị hạ sát, ông Khamenei đã triệu tập họp khẩn cấp Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao ngay tại nhà mình. Trong cuộc họp, xuất hiện các quan điểm khác nhau về những việc nên làm. Vụ hạ sát thủ lĩnh cấp cao của Hezbollah khi đang ở trong hầm sâu ngay tại thủ đô Beirut cho thấy mức độ xâm nhập sâu của tình báo Israel vào hàng ngũ Hezbollah, giúp Israel có thể tấn công chính xác vào mục tiêu như kho vũ khí, bong ke, nhân vật quan trọng, cũng như gài thuốc nổ vào hệ thống liên lạc, máy nhắn tin và máy bộ đàm của các thành viên của tổ chức này. Nội bộ cấp cao của Iran chia làm 3 phái. Trong cuộc họp khẩn nêu trên, các thành viên cứng rắn bao gồm Saeed Jalili hối thúc nhanh chóng xây dựng đòn răn đe của Iran bằng cách tấn công Israel trước khi Israel ra tay với Iran. Truyền hình nhà nước Iran hối thúc tấn công Israel. Trong khi đó, tân tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phản đối ý tưởng tấn công Israel. Ông Pezeshkian tin rằng việc đánh phủ đầu Israel sẽ khiến Iran rơi vào bẫy của Israel nhằm phát động một cuộc chiến tổng lực trong khu vực. Những người ôn hòa khác cũng lo ngại rằng một cuộc tấn công Israel sẽ kéo theo việc Israel trả đũa, phá hủy các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran, điều sẽ tác động tiêu cực lên nền kinh tế của Iran. Tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần trước, Tổng thống Iran Pezeshkian nói với các phóng viên rằng Iran sẵn sàng hạ vũ khí nếu Israel hạ vũ khí. Ông kêu gọi lập một lực lượng quốc tế để can thiệp thiết lập hòa bình ở Trung Đông. Giới bảo thủ tại Iran đã công kích bài phát biểu của Tổng thống Pezeshkian, cho rằng thông điệp mà ông gửi đi thể hiện sự yếu đuối và điều này khuyến khích Israel ra tay hạ sát thủ lĩnh Nasrallah. Nhóm này hiện đang thúc giục Iran gửi các đơn vị chiến đấu tới Liban để hỗ trợ Hezbollah trong trường hợp xung đột tại đây lan rộng thành cuộc chiến toàn diện. Về phần mình, trong bài phát biểu công khai,
lãnh tụ Khamenei ca ngợi thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah là thề sẽ ủng hộ Hezbollah. Tuy nhiên, ông không đe dọa tấn công Israel. Ông cũng chỉ ra rằng Hezbollah sẽ dẫn dắt phản ứng đối với vụ ám sát. Tất cả những lực lượng kháng chiến sát cánh với Hezbollah. Chính Hezbollah treo lái lực lượng kháng chiến sẽ quyết định số phận của khu vực. Một số nhà phân tích cho rằng cách phản ứng như trên cho thấy lãnh tụ tối cao của Iran vẫn chưa quyết định rõ ràng về cách đáp trả Israel và có dấu hiệu ông Khamenei muốn tránh một cuộc chiến tổng lực với Israel. Theo Bộ Y tế Liban, chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần, Israel đã tấn công Liban bằng một chiến dịch không kích chưa từng có, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng, gần 7.500 người khác bị thương và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Theo nhóm giám sát xung đột Airway có trụ sở tại Anh, các cuộc ném bom mà Israel tuyên bố nhắm vào các thành trì của lực lượng Hồi giáo Hezbollah tại Liban đã đánh dấu chiến dịch trên không dữ dội nhất thế giới bên ngoài Gaza trong 2 thập kỷ qua. Emily Tripp, giám đốc Airway, cho biết các cuộc không kích của Israel đang diễn ra ở mức độ và cường độ mà các đồng minh của Israel không thể thực hiện trong 20 năm qua. Bà chỉ ra, chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng vào năm 2017. Trong đó, vào thời điểm đỉnh cao của trận chiến giành lại Rafah, mỗi ngày, liên minh chỉ triển khai 500 quả đạn. Hay như trong hầu hết các cuộc chiến kéo dài 20 năm của Mỹ ở Afghanistan, Washington đã thực hiện chưa đến 3.000 cuộc không kích mỗi năm, ngoại trừ năm đầu tiên với 6.500 cuộc. Để so sánh, tại Liban, trong 2 ngày 24 và 25 tháng 9, quân đội Israel cho biết họ đã sử dụng 2.000 quả đạn và thực hiện 3.000 cuộc không kích. Điều này không giống như thường lệ. Nữ giám đốc Airway nhận định khi nói về cả quy mô và tần suất các cuộc không kích của Israel vào Liban. Israel cho biết họ thực hiện các bước để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường, chẳng hạn như gọi điện thoại và gửi tin nhắn văn bản cho cư dân trong các tòa nhà được chỉ định là mục tiêu tấn công. Tuy nhiên, các nhóm nhân quyền của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết những cảnh báo như vậy không miễn trừ trách nhiệm của Israel theo luật nhân đạo quốc tế trong việc hạn chế thiệt hại cho dân thường. Không chỉ vậy, tuần này, các nhóm điều tra của đài CNN ở Beirut phát hiện ra rằng nhiều cuộc không kích của Israel diễn ra mà không có cảnh báo trước. Israel gửi lệnh sơ tán bằng tin nhắn vào giữa đêm khi hầu hết mọi người đang ngủ. Do đó, số người thiệt mạng ở Liban tiếp tục tăng với 1/5 dân số di tản. Kể từ ngày 8 tháng 10 năm 2023, sau khi xung đột tại Gaza bùng nổ, biên giới phía nam Liban cũng liên tiếp xảy ra giao tranh giữa Hezbollah và Israel. Theo dữ liệu từ ACLED, một tổ chức thu nhập dữ liệu về xung đột bạo lực, Israel đã tiến hành gần 9.000 cuộc tấn công vào Liban trong gần một năm, trong khi Hezbollah đã tiến hành 1.500 cuộc tấn công. Vào ngày 25 tháng 9, Israel tiếp tục gia tăng chiến dịch không kích của mình bằng một loạt các cuộc không kích dữ dội trên khắp Liban, đánh dấu ngày đẫm máu nhất đối với Liban kể từ cuộc chiến Israel-Hezbollah vào năm 2006 và là bước ngoặt trong cuộc xung đột hiện tại. Trong khi hầu hết các cuộc không kích của Israel trong năm qua đều nhắm vào miền nam Liban, Israel cũng tăng cường các cuộc tấn công vào thủ đô Beirut trong những tuần gần đây, với nhiều cuộc không kích ở miền nam Beirut san phẳng các tòa nhà dân cư và các khu vực dân sự đông đúc. Một loạt các cuộc không kích đã khiến ít nhất 7 chỉ huy thiệt mạng và các quan chức cấp cao của Hezbollah, giáng một đòn mạnh nhất vào nhóm này kể từ khi thành lập vào đầu những năm 1980. Hiện tại, Israel đang nhắm mục tiêu vào trung tâm Beirut bằng các cuộc không kích lần đầu tiên sau gần 20 năm. Có tới 1/4 lãnh thổ Liban đang nằm trong lệnh sơ tán của quân đội Israel khi Israel tăng cường chiến dịch trên bộ ở phía nam, khi người dân bị đẩy lui khoảng 50 km về phía bắc. Hơn 100 ngôi làng ở miền nam Liban đã được ban hành lệnh sơ tán, làm dấy lên nỗi lo sợ về một chiến dịch trên bộ mở rộng. Quân đội Israel đã đe dọa phá hủy thị trấn Taraya ở thung lũng Beka của Liban vì cho rằng nơi này chứa vũ khí của lực lượng Hezbollah. Theo đó, Israel đã thông báo cho thị trưởng thị trấn Taraya rằng vũ khí của Hezbollah đang được cất giữ tại đây và nếu họ không di rời trong vòng một ngày, thị trấn sẽ bị phá hủy. Thị trấn Taraya nằm ở trung tâm thung lũng Beka và là một phần của quận Banbek, cách thủ đô Beirut của Liban 74 km. Taraya, vốn được coi là môi trường hỗ trợ cho Hezbollah, đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc không kích do quân đội Israel thực hiện trong 2 tuần qua. Đây là lần đầu tiên Israel đưa ra lời đe dọa trực tiếp nhằm phá hủy hoàn toàn thị trấn Taraya. Các mối đe dọa trước đây chỉ giới hạn ở các thị trấn phía nam và vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban. Quân đội Israel đã gia tăng các cuộc tấn công của nước này trong ngày 5 tháng 10 nhằm vào các thị trấn phía nam và vùng ngoại ô phía nam Beirut của Liban.
Theo các báo cáo, số người thiệt mạng trong 24 giờ qua đã lên tới 37 người và 151 người bị thương, nâng tổng số người thiệt mạng ở Liban kể từ khi cuộc đối đầu giữa quân đội Israel và Hezbollah bắt đầu nổ ra lên đến 2.011 người và 9.535 người bị thương. Phạm vi mục tiêu của Israel không còn giới hạn ở một khu vực cụ thể. Israel đã tấn công thành phố Tripoli ở phía bắc Liban, đặc biệt là trại tị nạn Bedawi của người Palestine. Trong khi đó, một máy bay không người lái đã nhắm vào một căn hộ trong một tòa nhà dân cư bên trong trại tị nạn Bedawi, sát hại thành công thủ lĩnh Sayed Atala Ali của Hamas và ba thành viên trong gia đình ông. Các cuộc không kích cũng đã được nối lại ở vùng ngoại ô phía nam Beirut với các mục tiêu là khu vực Meye và quảng trường Ain Ansuka ở Bruy al-Baranye, khiến hai người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Người phát ngôn quân đội Israel Avichai Adrahi đã yêu cầu người dân tại các vùng lân cận ở ngoại ô phía nam Beirut của Liban sơ tán để chuẩn bị các cuộc tấn công tiếp theo. Lệnh sơ tán của quân đội Israel có kèm theo bản đồ liệt kê các khu nhà cần sơ tán. Theo đó, người dân Palestine sống ở các khu vực gần hành lang Nesrarim ở trung tâm dải Gaza đã được cảnh báo phải di rời. Các máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành một loạt cuộc không kích sau cảnh báo nhắm vào khu vực lân cận nhà thờ Hồi giáo Al-Qaim, khu phức hợp Sayed al-Shuhada và các vùng Buri al-Bayne, Haret Reik, Bi Anab, Al-Ruwas, Al-Abiyat, Shoefat al-Achineha, Al-Kafze và Al-Marija. Truyền thông nhà nước Liban cho biết, năm đợt oanh kích của Israel đã đánh trúng miền nam Beirut và vùng ngoại ô vào ngày 5 tháng 10, trong đó có 4 đợt rất dữ dội, sau khi quân đội Israel kêu gọi cư dân sơ tán khỏi thành trì của Hezbollah. Trong một thông cáo, lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Liban cho hay, vào ngày 30 tháng 9, quân đội Israel đã thông báo cho lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Liban về ý định tiến hành các cuộc xâm nhập trên bộ hạn chế vào Liban. Họ cũng yêu cầu chúng tôi rời khỏi một số vị trí của mình. Tuy nhiên, lực lượng gìn giữ hòa bình tiếp tục ở lại đây. Lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Liban cũng tuyên bố, chúng tôi thường xuyên điều chỉnh trạng thái và hoạt động của mình, cũng như có các kế hoạch dự phòng sẵn sàng kích hoạt nếu thật sự cần thiết. Nghị quyết số 1701 về chấm dứt giao tranh Israel, lực lượng Hezbollah ở Liban năm 2006 quy định chỉ quân đội Liban cùng lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Liban được phép triển khai lực lượng, vũ khí ở khu vực giữa sông Litani và biên giới hai nước. Tuy nhiên, Hezbollah và các nhóm vũ trang khác vẫn ở lại khu vực. Lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc đã hoạt động ở miền nam Liban trong 28 năm qua theo nghị quyết số 425 của Liên Hợp Quốc để giám sát thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah. Tuy nhiên, thỏa thuận này rạn nứt từ cuối năm 2023 khi Hezbollah tăng cường tập kích miền Bắc Israel để bày tỏ ủng hộ phong trào Hồi giáo Hamas tại dải Gaza. Các cuộc giao tranh giữa Hezbollah và quân đội Israel đang ngày càng gia tăng và diễn ra gần như hàng ngày. Israel tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại Liban, khiến số người thiệt mạng vượt quá 2.000 người. Nguy cơ nước này sớm trả đũa Iran cũng đã được dự báo. Liên minh Mỹ-Anh tiến hành không kích Yemen. Mọi diễn biến cho thấy chiến sự Trung Đông không ngừng gia tăng, khiến chính quyền Mỹ không khỏi lo lắng về một Trung Đông bất ổn sẽ có ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống quan trọng vào tháng 11 tới. Israel hôm 4 tháng 10 đã tiến hành cuộc không kích trụ sở tình báo chính của lực lượng Hezbollah tại thủ đô Beirut của Liban. Một số nguồn tin cho rằng mục tiêu của cuộc không kích này là nhằm sát hại người kế nhiệm tiềm năng của Tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah, ông Hassan Safieddine. Số phận của người này hiện chưa rõ ràng. Trong khi đó, chiến dịch trên bộ của Israel tại miền nam Liban vẫn đang tiếp tục. Với nhiều kho vũ khí của Hezbollah bị phát hiện trong các khu dân cư, giao tranh vẫn đang xảy ra giữa hai bên tại miền nam Liban. Cùng lúc, 70 tên lửa được Hezbollah phóng về Israel vào tối ngày 4 tháng 10. Chính phủ Liban cho biết, hơn 2.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột với Israel và phần lớn trong số đó là nạn nhân của chiến dịch trên bộ và không kích của Israel trong 2 tuần qua. Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, số người thiệt mạng như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Vừa tấn công Hezbollah ở phía Bắc, Israel vẫn duy trì các cuộc truy lùng các chỉ huy cấp cao Hamas của Palestine tại bờ Tây và dải Gaza. Hôm 4 tháng 10, lữ đoàn Al-Qassam của Hamas xác nhận sự ra đi của một chỉ huy có tên là Jahi Yasser Arfi trong một cuộc không kích của Israel ở bờ Tây. Các bước đi quân sự của Israel luôn được thế giới theo sát khi nước này tuyên bố sẽ sớm trả đũa Iran. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, nhiều khả năng Israel vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng và ông tin rằng vẫn có nhiều giải pháp thay thế cho việc tấn công các dầu mỏ của Iran.
Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả mọi cuộc tấn công của Israel và đồng minh. Mục tiêu tấn công của Iran sẽ là tương xứng và nước này có khả năng tấn công các cơ sở năng lượng và khí đốt của Israel. Hôm 4 tháng 10, lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã kêu gọi tăng cường các nỗ lực chống lại hành động của Israel trên khắp khu vực, đồng thời kêu gọi lực lượng Taliban của Afghanistan cùng tham gia. Khi đối phương không thể giáng một đòn thành công vào cấu trúc vững chắc của Hezbollah, Hamas hay các phong trào kháng chiến khác, chúng đã chọn cách giả vờ chiến thắng thông qua các vụ ám sát, tấn công và sát hại thường dân. Hãy tăng gấp đôi nỗ lực và khả năng của các bạn, củng cố sự đoàn kết và chống lại đối thủ hung hăng và ngăn chặn chúng. Các cuộc đối thoại để hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông diễn ra ngày một ít hơn, lệnh ngừng bắn ở Gaza hay Liban ngày một xa vời. Chính quyền Mỹ tỏ ra lo lắng, sức nóng của Trung Đông có thể lan đến cuộc bầu cử tổng thống quan trọng của nước này vào tháng 11 tới. Nhiều người cho rằng, sự chối bỏ giải pháp ngoại giao của Thủ tướng Israel sẽ tác động đến Mỹ. Ngày 5 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden phải khẳng định, không có chính quyền nào giúp đỡ Israel nhiều hơn tôi. Không có. Tôi nghĩ, Thủ tướng Israel nên nhớ điều đó. Liệu ông ấy có cố gắng tác động đến cuộc bầu cử Mỹ hay không? Tôi không biết, nhưng tôi không trông chờ vào điều đó. Dù Israel chưa công bố thiệt hại vì mưa tên lửa đạn đạo của Iran gây ra, nhưng các hình ảnh do báo chí nước này và quốc tế đăng tải đã hé lộ mức độ tổn thất. Chỉ vài giờ sau khi các hãng thông tấn quốc tế trích dẫn lời một quan chức cấp cao trong Nhà Trắng ngày 1 tháng 10 nói, Mỹ đã phát hiện các dấu hiệu cho thấy Iran sắp tấn công Israel. Cảnh báo đó đã trở thành hiện thực. Lực lượng phòng vệ Israel IDF thống kê, Iran đã bắn tới 180 tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ nước này tối cùng ngày. Ngoài việc kích hoạt hệ thống phòng thủ trên bộ, IDF được cho là đã điều 25 máy bay chiến đấu F-15 ứng phó với vụ tập kích ồ ạt của đối phương. Đáng chú ý, phần lớn phi đội tiêm kích của IDF vẫn ở phía bắc đất nước, nơi họ đang bận rộn với chiến dịch oanh tạc nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban. Mặc dù IDF khẳng định đã bắn chặn thành công phần lớn số tên lửa đó với sự trợ giúp của quân đội Mỹ ở Trung Đông, nhưng các đoạn video do truyền thông khu vực và quốc tế đăng tải lại cho thấy nhiều tên lửa đã xuyên thủng hệ thống phòng không của Israel. Theo đài RT, ít nhất một tên lửa đã nhắm trúng một giàn khoan khí đốt ngoài khơi của Israel gần Ashkelon. Trong một đoạn video, cơ sở này dường như đã chìm trong biển lửa và hình ảnh rõ thấy từ xa. Hãng tin Mesh trích dẫn tuyên bố của quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC cho hay họ đã nhắm mục tiêu vào 3 căn cứ quân sự của Israel quanh Tel Aviv. Đài CNN đã tiến hành phân tích hai đoạn video mới và xác nhận chúng quay cảnh nhiều tên lửa Iran đang lao về phía căn cứ không quân Nevatim ở sa mạc Negev, miền nam của Israel. Các lực lượng Tehran từng nhắm mục tiêu vào căn cứ này trong một vụ tấn công tương tự vào ngày 13 tháng 4. Theo CNN, các video được quay từ thị trấn Ararat, Annakab, nằm ngay phía nam căn cứ Nevatim. Bộ Quốc phòng Israel hiện vẫn chưa lên tiếng phản hồi yêu cầu bình luận về vụ việc. Đêm 4 tháng 10, phong trào Hamas xác nhận thủ lĩnh mạng lưới của phong trào này ở bờ Tây Jahi Jaser Abd al-Razzaq Aufi đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel. Theo tuyên bố do Hamas đưa ra, lữ đoàn Al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas, cho biết loạt phản ứng sắp tới của nhóm sẽ là hành động thay vì lời nói và sẽ khiến Israel phải trả giá cho những quyết định của mình. Trước đó, ngày 3 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo rằng thủ lĩnh Aufi đã thiệt mạng trong đợt tấn công của lực lượng này vào trại tị nạn Tulkham ở phía bắc bờ Tây. Theo IDF, thủ lĩnh Aufi là người đã lên kế hoạch và chỉ huy vụ tấn công bằng bom xe ở khu định cư Atheret vào ngày 2 tháng 9 năm nay. Nhân vật này cũng được cho là cung cấp vũ khí cho một số lượng lớn chiến binh Hamas trong khu vực, lên kế hoạch và chỉ huy một lượng lớn các cuộc tấn công nhằm vào các cộng đồng Israel ở bờ Tây và các địa điểm ở Israel. Trong một tuyên bố ngắn, Bộ Y tế Palestine cho biết ít nhất 18 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một cuộc không kích của Israel nhằm vào trại tị nạn Tulkham ở phía bắc bờ Tây ngày 3 tháng 10. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!